Nhưng hôm nay tôi đã thấy được thầy thì tôi rất là tán thán hoan nghênh, và tôi rất vui mừng là khi đã thấy là cũng như Phật trở lại trong cái nước Nam này. Thì tôi rất thương thầy, và theo những cái gì của thầy nói ra, một câu của thầy là giáo lý ha, là đúng con đường chánh nghĩa của thầy Minh Tệ. Thì hôm nay vì cái cơ của thầy đi ra, tự sao mà ông phải ôm cái nồi cơm điện, thì biết cái cơ tự sao tất cả các vị đi là cái bình bát ngày xưa khắc sử cũng đầu đội trời chân đập đất mà bằng một cái bát ha. Nhưng hôm nay tự sao sư Minh Tệ lại bưng một cái nồi cơm điện, cái đó là một cái cơ thiên đã sắp cho thế gian cho chúng ta để thấy đi. Cái nồi cơm điện này là để cho tất cả tượng trưng cho biết là tới đây trong cái nồi cơm của chúng ta hôm nay từ bấy lâu nay những vị nào làm những việc gì đấy, thì hôm nay cái nồi cơm này nó sẽ đưa ra cho thấy. Thầy cùng ra chiên xây Phật tâm lòng ta, chánh môn Di Đà mới có dung hòa, ương cây đậm đà tình thương thật thà, trên trước thiên liêng quyền gì đang chiên xây, bầu trời hôm nay rạng lọ tu hiền, giữ thiền tâm như giữ sao trọn lòng, đại đồng trầm công còn đây cánh giá thế gian, chờ mong vọng lại những gì trần gian thêm khổ đau, trước sau giữ một lòng tụ trong mới đúng tấm lòng mình, còn ngoài cảnh giả chớ có ham chi, sân si phiền não khổ thời thân ta chớ có chi. Tôi năm nay là cũng 76 tuổi rồi, thì trên bước đường đạo hạnh của tôi đi, tôi học Phật, tôi theo thầy tổ để dạy dỗ cho tôi, để con đạo con người ăn nói thật thà liêm chính, có nói có là không nói không. Vì cái màn trời này đã trên thiên định rồi, chúng ta tu hành cho sáng đi rồi chúng ta sẽ thấy được những gì tới đây. Vì ở trên đưa xuống chứ ở dưới đất này không có đưa lên được đâu. Nhưng chẳng qua chúng ta chưa ngộ đạo được thì chúng ta chưa có vượt được. Thì khi đã vượt được rồi thì chúng ta đã thấy được những cái gì mà đến với chúng ta, một cái phúc, một cái ân hay là một cái tội phước mình thấy được. Thì hôm nay tôi cũng có cái duyên, thì tôi muốn gửi lại tất cả bà con cô bác hướng tâm về với Phật Pháp. Người tu phải cho đúng ra là người tu. Tu là gì? Tu là sửa. Đạo là gì? Đạo là đạo con người, đạo làm người của chúng ta. Phải lo trước nhất cái đạo làm người, đối xử với nhau phải có cái tình, cái nghĩa. Và một cái thâm tình của người, người không có, mình có, mình chia sẻ với nhau. Đừng lợi dụng cho nhau ha? Rồi đừng đem một cái lời lẽ để mà nói qua nói lời với nhau. Cái đó là cái khổ đau mình lãnh nghiệp hết. Thì tất cả mong bà con cô bác hãy ráng tu tự mình, tu cho mình sửa mình là ở trên đã độ cho mình. Thì bây giờ ông thầy ông nói mình tự mình cứu mình mới xét được mình được. Thì tự mình kiểm cái tâm của mình, mình tu cho mình thì ở trên mới độ cho mình được. Còn nếu mình chưa tu chưa sửa thì ở trên đâu có độ mình được. Còn hiện bây giờ mỗi một người làm một công việc thì chuyện của ai thì nấy làm. Còn riêng về phần tôi thì tôi không dám. Tôi chỉ đi theo những gì Phật dạy, tôi sửa hằng ngày, tôi tu sửa cái thân của tôi. Và có một tình thương đem đến hết cho tất cả. Nếu ai nghĩ ai biết thì tôi đến để giúp đỡ. Giúp bằng một cái tâm của tôi, có chi thì tôi giúp nấy. Còn việc cúng lễ của tôi thì tôi theo nghi thức ông bà đâu ra đó đàng hoàng. Mình nó cúng thì ở trên không có bắt buộc mình gì hết. Nhưng sự làm của mình là do cái lý trí tâm lòng của con người đạo, thì mình phải làm sao cho đúng đạo là tự mình. Còn tất cả dạy cho mình, trên trước dạy cho mình là cái đúng cái ngay. Nhưng chúng ta vì cái đồng tiền vật chất thế gian này thì có người chưa có hiểu được, còn đam mê thì phải lâm dấp và phải là vướng bận vào trong cái khổ sở này. Vì cái đó là cái nghiệp mang vào cái thân cho mình, tự sao ta phải khổ. Khổ là cái chỗ ta làm không đúng, nói một đường làm một ngã, thì cái đó nghiệp quả nó sẽ tới cho mình. Thì nói tại sao mà tôi khổ tôi đau, tại sao tôi biết tu mà tại sao tôi khổ, tại vì
Mình làm mình nói mình đúng, nhưng ơn trên xét mình chưa có đúng. Cho nên Mật muốn nói một câu: tự tâm giác ngộ, tự độ lòng mình, xét soi cho đúng tâm linh, con đường giác ngộ tự mình độ ta. Tự mình xét mình để mình tu ra theo ông bà để lại. Vì ông bà dạy dỗ cho chúng ta, con người tại thế hôm nay tất cả đều sai hết, ráng sửa sai. Ngài còn sống thế gian vẫn sửa hoài mãi mãi, đừng nghĩ lại cho ta là đúng. Chưa ai đúng hết, ở thế gian này chưa ai đúng đâu. Nhưng mà hôm nay có một cái duyên thì ơn trên đã chuyển lại cho chúng ta thấy trong cái năm 2024 này, cái năm Giáp Thìn này, thì thấy nhà sư Minh Tuệ là một nhà sư, đây là đúng là một bậc quyền vi của Phật trở lại trong cái thế gian này. Mà nước Nam của chúng ta là được Phật trở lại nước Nam. Vì tất cả, vì thấy sư chưa có ai mà được như sư. Sư là chặt cái thân của sư đi 5-6 năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Nhưng mà tại hôm nay, tại sao mà tới giờ này sư phải lộ diện ra? Đó là đến cái ngày giờ cơ thiên ở trên, ông thiên ông đã định rồi, bà mẫu bà định rồi, đã tới cái giờ Phật đã trở lại để chi? Để bài khai ra tất cả dưới thế gian này, để cho chúng sanh chúng ta thấy được thầy làm như vậy đó, cái đúng cái sai, đặng mình xét dẹp, đặng mình trở ngược lại để mình theo thầy, để mình lo cái tu sửa của mình lại. Vì mình ở thế gian này mình không thể nói người dày người khác, cái chuyện của mỗi người. Nhưng có sai và có đúng, thì hôm nay vì trên trước Phật pháp thương, cho nên mấy thầy trở lại trong cái màn này để đem giáo đạo bước ra ngoài, đi khắp bốn phương để mà đem lời vàng tiếng ngọc, đem ban hết tất cả cho chúng sanh, nhân sanh bá tánh, để hiểu được lời Phật dạy và tâm Phật hành như thế nào, để chúng ta để quay trở lại, để mà theo con đường giáo đạo của Phật pháp, để chúng ta tu sửa con người tốt đẹp, một cái người của nước Việt Nam, con rồng cháu tiên, có duyên hệ thống từ lâu. Nhưng mà tại vì chúng ta vì mê cái thế gian này, vật chất đồng tiền, thì nó đem lại một cái sự là ưu phiền cho tất cả hết. Vì chúng ta không nghĩ tới, cho nên hôm nay tự sa ta khổ, là tại vì cái chỗ của chúng ta làm chưa có đúng. Còn việc hôm nay tất cả vai của ai thì nấy đóng, tuồng ai nấy làm, tôi lo tôi thôi, còn những chuyện của ai thì của ai. Nhưng hôm nay tôi đã thấy được thầy thì tôi rất là tán thán hoan nghênh, và tôi rất vui mừng là khi đã thấy là cũng như Phật trở lại trong cái nước Nam này, thì tôi rất thương thầy. Và theo những cái gì của thầy nói ra, một câu của thầy là giáo lý, là đúng con đường chánh nghĩa của thầy Minh Tuệ, thì hôm nay vì cái cơ của thầy đi ra, tự sao mà ông phải ôm cái nồi cơm điện, thì biết cái cơ tự sao tất cả các vị đi là cái bình bát ngày xưa khắc sử cũng đầu đội trời chân đập đất mà bằng một cái bát ha. Nhưng hôm nay tự sao sư Minh Tuệ lại bưng một cái nồi cơm điện, cái đó là một cái cơ thiên đã sắp cho thế gian cho chúng ta để thấy đi. Cái nồi cơm điện này là để cho tất cả tượng trưng cho biết là tới đây trong cái nồi cơm của chúng ta hôm nay, từ bấy lâu nay những vị nào làm những việc gì đấy, thì hôm nay cái nồi cơm này nó sẽ đưa ra cho thấy đó, trong cái nồi cơm này có cái điện lực của thiên liên quyền di để thúc đẩy xuống và chuyển hóa cho nhân sanh, để quay tâm thức lại cho kịp giờ kịp lúc đó, trong cái màn lốt này. Thì tôi hôm nay tôi thấy thầy Minh Tuệ như vậy là quá vui mừng phấn khởi, vì nước Nam chúng ta có Phật trở lại để mà dìu dắt độ hộ cho tất cả cháu con rồng cháu tiên này, để được một cái duyên lành, sống được cảnh thanh bình an nhàn tới đây, thì nước Nam chúng ta được một cái sự vui vẻ được Phật về Nam để cứu độ cho muôn dân bá tánh, để được còn tồn tại vĩnh cửu tới đây. Thì hôm nay cũng có được cái duyên, thì tôi thấy từ bấy lâu nay cũng có như các vị lên trên mạng cũng nói này nói kia, tôi cũng thấy thương cho tại vì chưa giác ngộ được mới nói ra những lời nói đó. Còn nếu những người giác ngộ là không dám đâu, không dám nói ra đâu, là vì con người mình là ở đâu thì mình ở trong lòng bàn tay của Phật tổ,
thì ở trên chuyển xuống cho nhân sanh bá tánh, chuyển lời lành và cái tiếng đẹp cho tất cả muôn dân. Nhưng tại vì chúng ta á, người dày người khác, nếu mà biết nghe được lời Phật dạy thì tự mình sửa mình và mình tu, mình xét thân mình, đó là mình sửa được. Còn cái này là tại vì mình không thể nói được, tùy theo cái vọng tưởng của mỗi người ha. À, chỉ như là có gì là chưa gì biết được cái gì đó chút xíu thì ta tự cho người ta là một cái vị trí là và chi chi đó của tự người. Yeah. Mình không dám nói, nhưng mình đó là mình thấy mình biết thì mình sợ cái đó là mình lỗi dữ lắm, mình không dám nói. Vì ở trên á, Phật Thánh Tiên ban xuống cho nhân sanh bá tánh nha. Ở trên á, là làm theo cái không không thôi ha, chứ không có làm thế gian mình đâu. Còn những mà còn nói với gian này còn nói, đó là cái giả thôi, chứ không cho là ai là thật hết. Thấy không? Chừng nào ở trên Phật nói, mà chừng nào mà Phật nói, Phật chuyển hóa cho nhân sanh, Phật đi trong cái không không của chân lý, đem lại cái quyền bí để chỉ dạy cho nhân sanh, đem bằng cái tâm của mình để chuyển pháp luân cho ai người ngộ đạo. Thì cái người ngộ đạo đó là tự tâm giác ngộ thì tự độ được thân ta. Ta mới thấy ra những gì đúng sai để ta đi sửa lại. Đó là người tu thật và làm thật, ăn thật và nói thật ha. Thì hôm nay sư Minh Tuệ đã đi ra buông bỏ hết tất cả ha, không nhận tiền nhận bạc, mà cũng không ăn mà tham lam mà để dành này cái nọ. Còn tất cả chúng ta cái ăn uống của mình đây nè, mình còn phải ăn, còn phải 2 ngày 3 bữa dạ. Phải không? Đâu có được như ông được đâu. Dạ. Bây giờ mình đang đây, ông đi đó, mình giờ theo cái đường của ông bước đi rồi đó, rồi mình dòm theo cái gót chân của ông đi vậy đó, mình kiêm kỹ cái tâm mình lại. Dạ. Để mình xét những cái việc làm của ông, và ông nói từ câu của ông là có một cái trí thức của ông, và để lợi cho tất cả chúng ta người biết ngộ đạo thì ta thấy ra lời của ông nói là như thế nào, thì tự ta cởi mở sửa đi. Đó, tất cả còn sai lắm, phải không? Cho nên mình là con của cha mẹ, tất cả tâm linh căn linh đây là dầu nhỏ dầu lớn cũng là một cái viên gạch ha của Thiên Liên Đạo Pháp. Ông bà cũ quyền mình ha đã chuyển lại trong cái đời kiếp này trên Thiên Cha Ngọc Đế, cho ông bà cũ quyền mình trở lại trong cái màn ba kết thúc này, để trở về mượn tay cháu con để lập công bồi đức tu hiền nối giáo theo cũ quyền thất tổ ha, để tu hành cho đúng chỗ đúng nơi. Thì tất cả bà con cô bác ai cũng mộ đạo và ai cũng muốn hướng tâm linh về và có lòng tin tưởng, thì tất nhiều người lợi dụng trong cái sự tin tưởng ha của chúng ta thì làm ra những việc gì. Bây giờ những người đó làm thì những người đó có tội, như tôi đây tôi không có tội, tại vì tôi nghe tôi tin thì nói như vậy thì tôi người tu mà tôi giác ngộ, tôi nói thôi làm vậy là đúng, tôi phải ra tôi làm. Thì á, ông ra ông làm ông kêu thì cái đó ông có chịu có tội, còn tôi đây có đâu có tội phải không? Đó, cho nên tôi thấy tất cả chúng ta hôm nay nên giác ngộ đi ngay trở lại, thức tâm thức tỉnh của mình, xét trong tâm trí ha của mình hằng ngày của mình hôm nay, cứ cái đi cái đứng cũng mình cũng phải sửa lại. Con người tu thì phải sửa đạo, là phải đạo làm người ha, tu sửa đạo làm người của mình đúng là mấy là chánh thức. Còn về cái thiên đạo của bề trên thì tất cả cái du di của chúng ta ai cũng đều có hết, nhưng ân trên đang mượn trong cái sắc hữu này, mà mượn trong cái vị trí cái người này phải làm cho đúng, và tâm có tình thương chia sẻ và biết hy sinh lo cho mọi người ha, không nghĩ cho cái thân mình, thì ân trên ta mới tá xuống chút xíu ha. Yeah. Để người ta cũng để mượn tay của chúng sanh mà để làm việc ha, cho nhân sanh. Nhưng lựa người hiền lành, người đạo đức chánh minh, người biết thương dân, biết thương người, chia sẻ với nhau, chứ đâu có lựa những người mà mưu mô xảo trá để tính toán lừa đảo gạt gẫm người ta đâu, phải không? Cho nên vì cái đời này còn quá còn chìm sâu khổ sở. Yeah. Đó, thì hôm nay nhiều khi tôi cũng có muốn để nói lên một cái lời này, nhưng mà mình chưa có đủ cái duyên. Thì hôm nay gặp được ở đây thì tôi cũng có cái duyên của tôi, cái tâm lòng tôi sao thì tôi nói vậy. Yeah. Thì mong tất cả bà con cô bác gần xa nếu nhớ lời thầy dạy, thương cũ quyền của mình ráng tĩnh tâm giác ngộ để mình tu hành cho đúng chỗ đúng nơi, tự mình tu cho mình
Đó, tự mình giác ngộ là mình độ mình, là mình xét mình ha, không ai xét mình bằng mình xét mình đó. Nếu tôi còn sai thì tôi sửa sai ha, còn cái nào tôi đừng ỷ lại, tôi nói tôi như vậy đúng chưa, ai đúng hết, A Di Đà Phật chưa đúng hết đâu. Vì tất cả các vị đây mình nói xin phép chứ không phải nói là nói chăm chích ai, nhưng đây là có một cái cơ duyên là tôi mới nói. Vì tất cả chúng ta chùa chiền thì chúng ta muốn đến đó để tạo công đức, vì đó là một cái mái trường cơ thiên để dựng tại thế, mượn cảnh giả ha để mà làm cảnh thiên. Nhưng tất cả chúng ta còn đảo điên cho nên không tĩnh tâm được, chúng ta đâu có không đem lợi để làm một cái chuyện là khổ đau cho nhau hết tất cả. Bây giờ các thầy tu thì nếu vì tiền vì bạc, chúng ta là người phàm không à, các thầy các sư cũng phàm chứ đâu phải là tiên Phật đâu. Thì hôm nay vì cái đồng tiền này đến thì thấy nó nhiều quá thì phải đam mê, thì cái này cái vật chất tiền bạc này đam mê nó lôi kéo tất cả con người chúng ta, vì Phật đâu phải mình là thánh là tiên. Nhưng do nó cái tâm lòng giác ngộ từ cái nguồn gốc tổ tâm của mình, cái hệ thống của mình đã có, thì tự cái sắc son đó của mình có để làm ra cái có. Còn mình tạm mượn đó thì nó không được. Mình tạm mượn là coi như của người ta mà nhìn mình lấy của người ta mà ta xài, ta có bí quyết, còn mình không có bí quyết lấy đâu mình xài, phải không? Như của tôi hôm nay tâm tôi sao tôi nói ra vậy, thì bây giờ các vị ai hỏi tôi thì tôi biết đường tôi trả lời, tại vì cái đó của tôi nói là tôi biết đường trả lời là tôi mới nói. Còn tôi nói ra mà tôi không biết đường trả lời là tôi không nói. Bởi vì Phật di cảnh diễn hành tại thế, chúng ta có biết được chưa? Thì hôm nay Phật trở lại nước Nam ha, để mà đem lại một cái sự cho tất cả chúng sanh giác ngộ, thấy được chỗ nào đúng chỗ nào sai đó. Thì mong tất cả bà con cô bác gần xa hôm nay cũng có được cái duyên lành ha, gửi lời này đến tất cả cho quý vị, cũng như á, nhớ lời hôm nay là của tôi, cũng thành tâm cầu xin các vị bà con cô bác xa gần nhỏ lớn, một cái lời này của tôi cũng mong cầu cho tất cả quay tâm trở lại thật thà liêm chính tu hành để làm duyên cho Phật pháp đủ cái thiện lành căn duyên. Bởi vì á, nói chung là Phật thánh tiên đồng xuống thế, mượn sắc phàm giữa kế một bên, mà mượn người ha, tu hiền công đức rõ ràng, hy sinh lo cho tất cả, lo cho muôn dân ha, lo cho trăm họ, thì ơn trên người ta mới mượn tay để làm, để độ thế, để dẫn đường cho chúng sanh thôi. Thì hôm nay sư Minh Tuệ là một nhà sư, là đúng là ông Phật trở lại. Thì tùy ai thì ta nghĩ sao là ta nghĩ. Còn theo như tôi thì tôi nghĩ là sư Minh Tuệ là một vị Bồ Tát nó đã trở lại nó trong cái màn này để diễn hành tái thế trở lại đó, để mà cho tất cả chúng sanh để đây thấy. Bởi vì bây giờ ông ở trên ông nói, ông thầy ông nói rồi, ông nói thương con mến đạo chỉ đường, dắt dìu sinh chúng con đường từ đây. Phật xét duyệt Đông Tây Nam Bắc diễn hành ra để cho tất cả vậy mà á, thấy đường Phật giáo Di Đà á, dưới đời để thượng lộ đặng mà nhắc qua. Thì mong thời tất cả bà con cô bác gần xa đủ duyên đủ ý thì đậm đà tình thương, gương thiên bạch ngọc rõ ràng hôm nay đưa xuống trần gian để dẫn đường. Thì mong tất cả những lời này của tôi được gửi đến cho bà con cô bác thanh tâm an lạc nhẹ nhàng, quy tâm trở lại thẳng một con đường để lo tu, lập công bồi đức những gì ra tay để hiệp lực kỳ này tiếp với thầy tổ giới củ quyền A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cô hai ơi, mà cô hai cho con hỏi thêm một vài câu ha. Thì như năm nay là năm của Thình là năm 2024 ha, thì thường là những cái năm đó là những cái vị chăn tu ra đời là cách 12 năm. Thì cô hai có thể giải thích vì sao mà năm nay là năm Thình mà có cái vị chăn tu mà xuất hiện là khoảng như tháng 5, tháng 6 đó là bắt đầu là vị chăn tu đó đi, là thì bây giờ là coi như là cả nước và cả thế giới là bắt đầu là theo dõi cái vị chăn sư đó là Thích Minh Tuệ đó cô ha. Dạ. À, A Di Đà Phật cũng như cậu hỏi thì tôi đáp cái tôi biết tới đầu tôi nói tới đó. Dạ. Tại vì cái sức của tôi chưa biết tới chỗ đó, tôi không có dám nói tới chỗ đó. Dạ. Tại theo cái tâm linh tôi biết, tại vì đây là một cái năm tới cái năm là năm Thìn này
là một cái cơ trời trở lại, là tôi nói tới cái giờ, giờ của thiên định ha, trở lại trong cái năm thìn này, thì để Phật trở lại để cứu độ cho nhân sanh vì thấy quá khổ quá nhiều, cho nên ở trên Phật thương thương con, Phật thương chúng, Phật phải trở lại để dẫn đường, để làm cái đi ra để cho tất cả đi ngộ đạo. Bởi vì tâm phát tâm lòng thành tín hiệp, tu giới hành mới kịp trong kỳ ni. Long qua trên trước xét thì đạo tâm nhất trí, người nhu mì hả là chánh quy. Tình thương chan chứa đậm đà, hòa trong chân đạo thật thà với nhau. Ha, kẻ trước thì dắt người sau, đồng hành hợp lực ha để mà chung lo. Thì theo cái tâm ý của cô hai thì cô hai đã biết như vậy, còn cái cơ trời cô hai A Di Đà Phật không dám nói được. Thì trên trước cơ trời chưa có lộ ra, chỉ dẫn đường xuống thế ha như vậy để cho cái cơ chút xíu thôi nha. Thì tùy cái duyên căn giác ngộ của mỗi người. Còn cái việc cơ thiên cô hai chưa biết được, cô hai không dám nói. A Di Đà Phật là như vậy ha. Vậy, cô hai ơi, mà cô hai cho con hỏi như mấy hôm nay đó thì vị sư đã về tới quê nhà, thì có rất là nhiều người đi theo đánh lễ sư á, thì cô hai thấy như thế nào mà trong chùa chiền này kia người ta không có lại mà người ta đi lại cái cốc nhỏ như vậy mà bắt đầu nhiều người quay xung quanh của ông sư Minh Tuệ đó, thì cô hai có phát tâm suy nghĩ thế nào, cô hai chia sẻ cộng đồng. Thì theo như tôi phát nghĩ thế này. Là tại vì người ta, những người ta đã ngộ được, nhưng mà nó cũng có cái đúng và nó có cái sai. Nha. Thì cái những người ta đúng, người ta biết á, là khi ra đây một cái vị Bồ Tát mới nói mình cứ tu thật đi, làm thật ở nhà thì Phật cũng dẫn viếng. Nha. Còn cái này người ta vì quá cái tình thương của người ta không có nghĩ được, chứ người ta chưa có ngộ được sâu. Người ta thấy người ta đến, người ta làm như vậy đó là được ở trên chứng Phật chứng. Không, không phải là như vậy. Là tại vì làm như vậy là khổ cho thầy thôi. Phải không? Thì bây giờ trên bước đường đi của thầy đang được có trong cái việc của thầy để xả thân của ông đi, để ông làm đạo của ông theo cái căn duyên tới ngày hiệu định của ông. Thì mình ở đây, mình vì có tin tưởng và mình cũng là thấy một cái vị Phật mình mừng quá đi ha. Thì mình bước ra để kính lễ. Có nhiều người á kính lễ vậy nè, mình đến nè, bởi vì ông Phật ông nói ông dụng cái tâm chứ không có dụng cái vật. Nhưng mà tại chúng ta cứ nghĩ theo là như vậy là được, chứ không phải đâu. Ta nói tâm giác ngộ thì ở trên độ rồi. Khi muốn khởi tâm ra để ở trên Phật xét chứng hết rồi đó, chứ không cần phải mà đến tới mà để mà đưa mà cúng dường mà làm như vậy, làm khổ cho ông thêm nữa đó. Nhưng mà cái lòng tin của mỗi người mà, đâu phải như người nào cũng biết thì ông đâu có khổ đâu ha. Bởi vì bây giờ ông từ bi, nhưng mà bây giờ ta lợi ta tới ta cho, thì bây giờ ông nhìn bên nay, ông nhìn bên kia, thấy ai ông cũng thương hết. Mà cái bệnh bát của ông nó có bao lớn vậy hả, biết không? Thì làm sao mà ông nhận hết đây, nhưng ông nhận cái tấm lòng đó, chỉ một chút xíu đó là ông nhận đó, là để cho cái sắc hữu của ông để qua ngày thôi. Còn ông nhận tấm lòng hết rồi đó, thì ông mới khuyên tất cả về đi, để mình lo ở nhà đi, là ông nói một cái cơ khéo của ông đó. Ha, mình lo ở nhà mình tu đi, tu tâm sửa tánh đi, mình tu thật đi, thì ở nhà đi, mình xét cái tâm mình hằng ngày mình làm cái gì hả, thì Phật đến viếng thăm mình. Ở đâu á Phật cũng tới hết trơn, chứ không phải đi theo ông mà mới được đâu đó. Thì một người nào giác ngộ thì bởi nói một câu, nói giác ngộ tự độ thân ta, chính tâm Phật pháp Di Đà, do ta tạo đó chứ có mà ai đâu ha. Ta muốn Phật thì có Phật, mà ta muốn ma là có ma. Lời ta nói ra chứ có lời ai đâu, phải không? Thì hôm nay á cô hai á biết được sao thì cô hai nói vậy. Cô hai muốn nói câu nói này, ráng tất cả phải giác ngộ đi, tìm chỗ sâu sắc một chút xíu nữa. Bởi nói tu khăn khiếu nhiều điều, ta phải tìm hiểu chữ minh linh tự tại, ta làm tin đắc tin tự lực của mình, phải xét soi cho đúng rồi con đường của ta đi, ta đừng ỷ lại. Để giờ ta ỷ ta cho ta là chi đó đó, thì ta không dòm ngó được những gì phía sau. Thì làm sao ta bước được tới đây. Thì hôm nay sư ông á, là coi như tất cả
chúng sanh người ta bề ngoài người ta ít có người biết lắm. Dạ. Nhưng mà hôm nay người ta thấy vậy người ta tính ra để người ta chen vô, nếu mà được vậy là chắc à, ông Phật ông chứng nha. Dạ. Thì người ta nghĩ vậy thôi. Dạ. Mình cũng thương cho người ta biết không, tại người ta chưa có hiểu thì ông trên cũng chuyển từ từ. Phật pháp mà chuyển hóa cho nhân sanh, chuyển từ từ. Thì các vị chưa biết thì từ từ, đây tới cũng biết. Thì đó, ở tại gia để lo tu sửa niệm Phật đi. Dạ. À, thì mình biết Phật ở đâu mà đi tìm, nhưng ông Phật á, cũng đi tìm mình. Mà mình tu cho đúng thì ông Phật mới tìm, còn mình tu không đúng làm sao Phật tìm mình. Đúng. Đó không? À, giữ ngôn chân chánh là mình ha, à, do mình làm á. Cho nên á, đúng sai, sai đúng cũng do ta thôi. Dạ, à, đúng rồi. Thì lời nói mình phải nó có một cái thật thà liêm chính của mình. Thì tự của mình nói ra, mình hành được thì mình nói được, hành tới đâu mình nói tới đó. Còn mình đừng có nói quá cái lối của mình, phải không? Tại mình tôi chưa có biết cái chỗ đó. À, rồi mà tôi nói vậy rồi làm sao người ta hỏi tôi làm sao trả lời. Như bây giờ mấy cậu hỏi tôi sao thì tôi đáp ứng được, tôi đáp ứng là gì? Dạ, đúng rồi. Đó. Thì con cũng cảm ơn cô Hai ha. Đó. Thì coi như là ông Phật á, là tại trong tâm mình suy nghĩ như thế nào là nó ra thế đó, đúng đó. Không cô Hai? Đúng rồi. Dạ. Thì con cũng có một cái thắc mắc như vậy nè. Thì như bắt đầu ngày hôm qua đó là ông sư tệ á, thì ổng giống như là nhiều người bu ổng quá, thành ra là ổng tìm cách ổng lánh đi. Thì có một cái hiện tượng lạ là ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là có một cái lớp mưa đá mà hồi trước giờ là ở đó là chưa có. Thì như cô Hai cảm nhận cái đó là nó có một cái quyền bí quyền gì, cái đó này là cô Hai cảm nhận riêng thôi chứ không có phải là mê tín gì đâu gì hết, giống như cô Hai nói cho mọi người nghe. Đó là tôi theo tôi cảm tưởng tôi đó là có. Dạ. Là tại vì đây là một cái cơ chiên ở trên trước, cái màn trời trên trước đưa xuống cho biết. Dạ. Yeah. Là để chi? Để cho tất cả để mà quay trở lại đi, để trong cái chiều hướng cho ông đi, cho nó thuận con đường cứu duyên của ông đi. Bởi vì hôm nay đây là bởi muốn nói một câu là yeah. Trí thông Phật đạo tâm lòng. Dạ. Yeah. Thiên không bạch ngọc ha, mới đọc thời ra câu. Nhiều đời nhiều kiếp giá khâu, hôm nay mới nắm được cái bâu của thầy. Dạ. Chơn lý pháp đủ đầy tất cả, dạy nhân sanh nghiệp quả phải trả cho nhanh. Tầm trong chơn lý đạo lập thành. Dạ. Chơn như Phật pháp ha, theo lời của Phật ban. Vì chúng ta là sát hữu ở trần gian, còn là trần gian không à, còn là người phàm, chưa có ai được là Phật tiên, phải không? Đó, cho mình nếu mình tu được đủ cái duyên của mình làm được, ở trên xét được, thì ở trên sẽ ban xuống cho mình được thấy được và được một cái nhiệm màu của Phật pháp để chuyển cuộc đời này. Hôm nay đã đến tới rồi, xây chuyển từ từ hết. Thì khuyên tất cả bà con cô bác xa gần, hôm nay lời nói của tôi là lời nói thật tình tâm ý. Có sao tôi nói vậy thì tùy cái duyên, mong bà con cô bác được ơn trên á, thiên liên trời Phật thầy tổ cũng chuyển độ cho tất cả mọi người được ngộ tâm thức tỉnh và được nghe những gì ở trên Phật chuyển để nắm được cái tâm linh mà tự mình để sửa sai, đi ngay đi đúng trong cái màn này, để cho trên các ngài được nhẹ nhàng đó, để cho ai đó rồi ông cũng được nhẹ, thấy không? Chứ giờ á Phật đâu có bỏ ai đâu. Giờ đúng sai gì Phật cũng chọn hết, không có bỏ. Nhưng mà ở trên đam thương đau thấy ở dưới trần thế, còn như là lao sao lộn xộn đủ điều hết, rồi lập mưu kế đủ thứ để hại lẫn nhau. Cho nên vì cái chỗ đó ở trên còn thương đau, mẹ cũng chưa có an lòng được. Hôm nay thì lời nói này là lời nói thật tâm của tôi để mà gửi trao hết tất cả bà con cô bác, vì tình thương, vì đồng đạo ha. Thì nhờ ơn trên thiên liên trời Phật cũng như phúc khảo cho tôi một cái lời hôm nay để tôi có để ra để gửi lại cho tất cả bà con cô bác gần xa. A Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Dạ, con cũng có nghe cô Hai là hát những cái bài giống như là bài điển á, rất hay. Thì trong cái những cái bài đó cô Hai có thể chia sẻ một bài lên cho cộng đồng để nghe, để giống như là chia sẻ đó cô ha. Dạ. Chia sẻ cho mấy anh em con nghe luôn. Dạ. Để nói cho con nghe đây. Tại vì cô Hai cũng ít có, nhưng mà tụi con cũng nghe danh cô Hai là hát đình, coi như là ban lộc tới đâu là đình đó là mần ăn được.
những người cái, như con thì sẽ mặn ăn được thì, cho nên là hôm nay được hỉnh lọc lời hát của cô Hai. A Di Đà Phật, cô Hai nói thế này nè. Dạ. Cô Hai không hẹp hòi về tất cả, vì cô Hai á hát đây hay là cô Hai nói đây là do nơi cái điển thiên trên trước trợ lực cho cô Hai. Vì trong cái xác thân cô Hai ra đi đây là cô Hai lo đi để bòn mót lập công bồi đức. Dạ. Tu phải hành để mà góp sức cùng chung quy với nhau. Dạ. Và nhờ trên trước Phật ở trên để mà đổi trao mà đưa cho cô Hai một cái lời, thì cô Hai cũng mong ước một lời của cô Hai nói ra, nhờ ơn trên mẹ cha cũng ban phước cho con được đủ đầy cái tâm lực để có lời vàng tiếng ngọc gửi đến cho tất cả nghe được và hiểu được và thấm lòng để quay tâm sửa lại tu hành chân chánh. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Thầy cùng đa chuyên xây Phật tâm lòng ta, chánh môn Di Đà mới có dung hòa, ương cây đậm đà tình thương thật thà. Trên trước thiên liên quyền gì đang chiến xây, bầu trời hôm nay rạng lọ tu hiền, giữ thiền tâm như giữ sao tròn lòng đại đồng chăm công. Còn đây canh giá thế gian chờ mong vọng lại, những gì trần gian thêm khổ đau, trước sao giữ một lòng tụ trong mới đúng tấm lòng mình. Còn ngoài cảnh giả chớ có ham chi, sân si phiền não khổ thời thân ta chớ có chi. Mình là người tu giữ sao đạo màu, ráng đi xây cầu đạo nhân tâm mi, quyền lý cơ thiên gieo duyên chữ đạo tạo thành chân như trên trước cơ bàn đó. Cô muốn hát thì cô hát phải không? Hát hay.